Năm 2021, Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mộc Căng Trải đã trồng mới 242 hecta rừng phòng hộ, đạt 130% kế hoạch năm. Trong đó, trồng rừng phòng hộ thay thế trên 57 hecta, trồng rừng bổ sung và diện tích khoanh nuôi rừng mới 8 hecta. Ngoài ra, Ban còn phối hợp với các xã trồng rừng theo các dự án được gần 30 hecta gồm Mắc Ca, Rẻ, Quế và Tre, phối hợp với các cơ quan đơn vị trong huyện, trồng trên 75.000 hecta cây phân tán, tương đương với 76 hecta. Cùng với đó, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Căng Chải còn chỉ đã quản lý bảo vệ trên 48.000 ha rừng trên địa bàn huyện Mù Căng Chải và huyện Văn Chấn trên 5.500 ha. Năm 2022, huyện Mù Căng Chải phân đấu trồng mới 400 ha rừng, trong đó ban quản lý rừng phòng hộ của huyện trồng trên 200 ha, còn lại gần 200 ha giao cho các xã trồng phân tán. Đến nay huyện đã gieo ươm được trên 200.000 cây tớ dày và trên 4 vạn cây thông. Pơ mù, sơn tra, re, rồi và cây màng mủ để chuẩn bị cho kế hoạch vụ trồng rừng năm 2022.